Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức mới nhất về tình hình xung đột ở Ukraine. Sau đây là nội dung chi tiết. Trận 31 Ukraine muốn đánh đến cùng, lực lượng Wagner xin thêm đạn. Nga đang chiếm thế thượng phong ở Bamut, tuy nhiên trận chiến này vẫn chưa chính thức kết thúc. Lực lượng Wagner Nga đang xin thêm đạn và diễn binh. Còn giới tướng lĩnh cấp cao của quân đội Ukraine bày tỏ quyết tâm đánh đến cùng để giữ thành phố này. Ukraine củng cố lực lượng sẵn sàng đối đầu Nga ở cháu lửa Bamut. Chính phủ Ukraine ngày 6 tháng 3 nói rằng các tướng lĩnh hàng đầu của nước này muốn củng cố lực lượng đang bám trụ tại mặt trận Bormut. Điều này cho thấy Kiev sẽ tiếp tục nỗ lực phòng thủ tại thành phố miền đông Ukraine này. Phiên Nga thì tuyên bố đã sắp nhập vào năm 2022. Bất chấp việc bị quân Nga bao vây gần như hoàn toàn cũng như các đồn đoán về khả năng Ukraine sẽ rút quân khỏi đây. Sau khi tổ chức họp theo kế hoạch với các tướng lĩnh cấp cao của quân đội, Tổng thống Ukraine Zelensky nói rằng tình hình ở Bamut là trọng tâm đặc biệt. Tư lệnh quân sự cấp cao nhất của Ukraine, tướng Zaluzny và một viên chỉ huy hàng đầu khác đã gửi đi tín hiệu rằng đủ lực chiến đấu của Ukraine sẽ tiếp tục tại đây. Dân phòng Tổng thống Zelensky ra thông cáo về cuộc họp này. Họ nói ủng hộ hoạt động phòng ngự và củng cố hơn nữa vị trí của chúng tôi ở Bamut. Các lực lượng Nga đã công kích liên tục vào Bamut và những vùng phụ cận trong chiến dịch quân sự kéo dài nhiều tháng. Họ đang từ từ khép chặt dòng dây quanh thành phố này. Đà tiến quân của phía quân Nga đã khiến cho một số quan chức Ukraine trong các ngày gần đây bắt đầu chuẩn bị tinh thần công chúng cho khả năng rút lui tuy nhiên các lữ đoàn tấn công của ukraine đã gia tăng hoạt động cuối tuần qua và có vẻ đã đẩy lùi được quân nga ở một số khu vực lực lượng nga khác đạn dược quân nga tiến công bamut từ ba hướng họ dựa nhiều vào lực lượng quân sự tư nhân wagner thời gian qua ông chủ của wagner yevgeny Prigozhin, tìm cách đề cao các chiến binh của mình như lực lượng tiên phong trong cuộc tấn công của nga ở bamut tuy nhiên trong các tuần gần đây ông than phiền rằng lực lượng của mình không được chỉ huy cấp cao của nga ghi nhận công lao đúng mức trong một thông điệp riêng trẻ dưới dạng audio, ông Prigozhin nói rằng các lực lượng Ukraine không chỉ có ý định giữ vững thành phố Bamut mà còn có khả năng chuẩn bị mở một cuộc phản công để nhốt chặt các đơn vị Wagner biển lộ xung quanh thành phố này. Ông chủ hạng Wagner hối thúc quân đội Nga gửi cho Wagner quân tăng diện và đạn dược bổ sung nhằm tránh nguy cơ các chiến binh của ông bị cô lập. Ông nhấn mạnh nếu không nhận được diện binh và tiếp tế đạn dược, tất cả chúng ta sẽ gặp rắc rối nặng nề. Sáng ngày 6 tháng 3, quân đội Ukraine cho hay các lực lượng Nga tiếp tục nỗ lực đột kích mãnh liệt vào thành phố Bamut và các khu vực dân cư lân cận. Trước đó, hôm 5 tháng 3, quân đội Ukraine nói rằng binh sĩ của họ vẫn đang giữ được thế trận và nhận được sự hỗ trợ từ bên ngoài. Sergei Chirevati, phát ngôn viên của Bộ Chỉ huy miền đông Ukraine phát biểu trên truyền hình quốc gia vào đêm 5 tháng 3, có cơ hội cung cấp đạn dược, khẩu phần, thuốc men và sơ tán binh sĩ bị thương khỏi đây. Trực chứng Bamut là một trong các chiến dịch kéo dài nhất của cuộc xung đột vũ trang giữa Nga và Ukraine trong một năm qua, gây ra thương vong nặng nề cho cả hai bên tham chiến. Nếu Nga chiếm được Bamut, đây sẽ là chiến thắng lớn đầu tiên của Nga trong nhiều tháng. Đối với Ukraine, thành phố này là biểu tượng của cuộc đối đầu quân sự với Nga. Hôm 6 tháng 3, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Austin lặp lại đánh giá trên khi ông được hỏi về vị thế của trận chiến này. Ông Austin tỏ ra thận trọng trong đưa ra dự báo. Tuy nhiên, ông có nói với các phóng viên rằng Bamut mang giá trị biểu tượng nhiều hơn là giá trị chiến lược và chiến dịch. Bộ trưởng Austin phát biểu tiếp khi đang trong hành trình tới Trung Đông, do vậy việc Bamut thất thủ không nhất thiết đồng nghĩa với việc người Nga đã làm thay đổi được tình thế của cuộc chiến đấu này. Tháng trước tổng thống Ukraine Zelensky gọi Bamut là pháo đài của chúng tôi, đồng thời cam kết không từ bỏ thành phố này. Phát biểu thông qua truyền hình vào tối ngày 5 tháng 3, ông Zelensky ca ngợi các quân nhân Ukraine tham gia phòng ngự ở Bamut. Kịch bản khi Ukraine thất thủ ở Bamut sức ép dây hãm liên tục có thể giúp Nga kiếm Sức ép dây hãm liên tục có thể giúp Nga chiếm được Bamut, nhưng thành phố không có nhiều giá trị chiến lược và khó thay đổi cục diện chiến trường. Tất cả đã bị thiêu rụi, Tổng thống Zelensky thốt lên hồi tháng 12 năm ngoái. Trong chuyến thăm tới Bamut, thành phố phía đông nam giờ đây đã trở thành tâm điểm của cuộc chiến Nga-Ukraine. Giao tranh tại Ba Mút đã trở thành trận chiến đẫm máu và kéo dài nhất trong cuộc xung đột, chiến sự trở nên khốc liệt hơn từ tháng 8 năm ngoái. Khi hai bên dùng lực lượng tới thành phố và hàng trăm người ở cả hai chiến tuyến thiệt mạng mỗi ngày trong những trận giao tranh đẫm máu, Yevgeny Prigozhin, lãnh đạo Warner, công ty an ninh tư nhân Nga, đang đảm nhận mũi chủ công ở Bamut ngày 3 tháng 3 thông báo các tay súng dưới quyền đã bao vây Bamut trên thực tế, chỉ trừ lại một tuyến đường cho lực lượng Ukraine rút lui. Giới chức và chỉ huy quân đội Ukraine cũng thừa nhận tình hình quanh Bamut cực kỳ căng thẳng. Nga đang tiếp tục nỗ lực tấn công vào Bamut và Kiev đã đẩy lùi gần 100 đợt xung kích chỉ trong ngày 5 tháng 3. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết, Alexander Rodnansky, cố vấn của Tổng thống Zelensky, cuối tháng trước nói rằng quân đội Ukraine sẽ cân nhắc tất cả lựa chọn trong đó có rút lui chiến lược khỏi Ba để tránh tổn thất dư ích. Nếu Ukraine quyết định rút quân khỏi Ba Mút và thành phố thất thủ, quyết định này sẽ không phải là một thảm họa với nỗ lực kháng cự của Kiev, các chuyên gia đánh giá. Theo Nikolai Mitrokin, nhà sử học tại Đại học Bremen, Đức, thành phố này vẫn quan trọng với vai trò là trung tâm tuyến phòng thủ thứ hai của lực lượng Ukraine ở Donbass. Nhưng sau khi Ukraine mất Soleda và các ngôi làng xung quanh Bamut, tầm quan trọng của nó đã giảm đi đáng kể. Ông nói, vì vậy Bamut thất thủ không phải là một tổn thức đáng kể. Mitrian, tướng quân đội Australia về hưu đánh giá các chỉ huy Ukraine sẽ cân nhắc rất kỹ lưỡng về thời điểm rút quân khỏi Bamut. Nếu đưa ra quyết định, họ sẽ tiến hành nó một cách trật tự nhằm giảm thiểu tổn thức. Nó nên được coi là một bước lùi chiến thuật thông thường hơn là điềm báo về thảm họa. Ông lưu ý, dù vậy chiếm được Bamut sẽ giúp lực lượng Nga có một đột phát khẩu quan trọng để áp sát tuyến phòng thủ thứ ba của Ukraine, dùng đô thị Torres trải dài gần 100 km về phía tây Bamut. Mitrokhin cho biết thêm, với tốc độ tiến quân hiện tại của Nga, cũng như khả năng kháng cự của quân đội Ukraine, lực lượng Nga sẽ bao dây cho Sipia chỉ trong vài tuần tới, ông dự đoán. Nhưng họ sẽ khó tiếp cận dùng ngoại ô Konstantinovka và Ramatos, hai thành phố chiến lược chỉ cách Pamut 27-55 km về phía Tây trước giữa tháng 5. Nga có thể mất một năm hoặc hơn để công phá phòng tuyến thứ ba của Ukraine dọc với tuyến Donetsk và Lugansk, trong đó có hàng trăm địa điểm được củng cố phòng thủ chắc chắn cùng một mê cung các chiến hào và hầm trú ẩn. Mitrokin lưu ý, giới lãnh đạo quân sự phương Tây cũng cho rằng việc Ukraine rút quân khỏi Bamut sẽ không khiến cục diện chiến sự thay đổi quá nhiều. Tôi nghĩ Bamut mang ý nghĩa biểu tượng nhiều hơn là giá trị chiến lược. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Blo nói, việc Bamut thất thủ không nhất thiết đồng nghĩa rằng Nga đã thay đổi được cục diện cuộc chiến. Mặt khác, tranh cãi nội bộ cùng tính toán sai lầm cũng có thể cản bước tiến của Nga. Kể từ khi xung đột bùng phát, hồi tháng 2 năm ngoái, Điện Kremlin dẫn dự vào chiến thuật, tiền pháo hậu xung truyền thống trong đó sử dụng quả lực pháo binh đồ ạt để dọn đường phá hủy hầu hết mọi thứ trên đường tiến quân của bộ binh. Để thực hiện chiến thuật này, pháo binh Nga sẽ phải khai quả với tần suất rất lớn. Phương Tây ước tính, Nga đang bắn từ 50.000 đến 60.000 quả đạn pháo mỗi ngày để chế áp các ổ đề kháng của Ukraine. Điều này có thể khiến Nga sớm rơi vào cơn khát đạn dược, theo các nhà quan sát. Lãnh đạo Wagner Yevgeny Prigozhin không ít lần dẫn dữ dự phàn nàn do tình trạng thiếu đạn, các buộc Bộ Quốc phòng Nga cố tình phớt lờ yêu cầu cung cấp thêm đạn cho các tay súng Wagner. Prigozhin nói thêm rằng các lãnh đạo quân đội Nga còn né tránh đề nghị của ông về việc cho phép quân tình nguyện và lính mới quy động tham gia Wagner nhằm bù đắp thiệt hại về quân số. Một cựu lãnh đạo Felikai do Nga hậu thuẫn ở Donetsk đã lên tiếng chỉ trích Prigozhin. Điều tối cần thiết là phải rút Prigozhin khỏi tiền tuyến và cấm hoàn toàn ông ta lãnh đạo Wagner Igor Gagin. Cựu sĩ quan cơ quan an ninh liên bang Nga FSB từng tham gia lực lượng dân quân miền đông Ukraine viết trên Telegram hôm 5 tháng 3. Việc cáo buộc Prigozhin có động cơ chính trị và truyền bá thói hư tật xấu của lính đánh thuê vào quân đội. Khi đưa các tay súng Wagner tham chiến Ukraine, Prigozhin đáp trả bằng cách gọi Gekin là phế thải. Ngoài đấu đá nội bộ, chiến dịch tấn công của Nga ở Bakhmut còn bị kìm hãm bởi một đội quân hỗn tạp gồm các tay súng đánh thuê được tuyển mộ từ nhà tù, lực lượng dự bị chưa được huấn luyện chuyên sâu cùng một số đơn vị chính quy quân đội Nga nhưng có khả năng phối hợp kém theo trung tướng Ukraina Romanenko. Họ đã từng đánh giá quá cao năng lực quân đội của mình khi tiến đánh ba mút bất thành hồi đầu năm ngoái và đang lặp lại điều này, ông nhấn mạnh. Điều này có thể khiến lực lượng Nga khó tiến được xa hơn, ngay cả khi ba mút thất thủ. Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine đạt được một số kết quả quan trọng nhất ở Bamut kể từ khi bắt đầu chiến tranh. Tổng thống Zelensky đã bình luận về quyết định tiếp tục bảo vệ thành phố Bamut ở miền đông Ukraine, nói rằng Ukraine đang chứng kiến một số kết quả quan trọng nhất tại thành phố này kể từ khi bắt đầu chiến tranh. Tổng thống Zelensky cho biết ba đã và đang mang lại một trong những kết quả lớn nhất trong cuộc chiến này, trong toàn bộ trận chiến giành Donbass, và tôi cảm ơn mọi người lính đang chiến đấu ở khu vực khó khăn nhất này và cả những người đang chiến đấu cho mọi miền của đất nước chúng ta trên tất cả các mặt trận. Ông Zelensky cũng nói chi tiết về cuộc họp liên quan đến tình hình ba giữa ông và quan chức quân sự hàng đầu. Ông cho biết ông đã trực tiếp hỏi Valery Zelensky, tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine và Oleksandr tư lệnh lực lượng bậc đất và tư lệnh cụm phía đông của lực lượng vũ trang Ukraine, liệu lực lượng vũ trang Ukraine có nên rút quân khỏi ba hay không. Cả hai vị tướng đều trả lời không rút lui và thay vào đó khuyến nghị củng cố các vị trí của Ukraine trên mặt trận ba Ông Zelensky cho biết, Bộ Tham mưu nhất trí cho quyết định này, Tổng thống yêu cầu tướng Zelensky tìm quân tiếp diện để hỗ trợ phòng thủ Bamut. Ông Zelensky nói thêm, không có phần nào của Ukraine mà người ta có thể nói rằng nó có thể bị bỏ rơi, không có chiến hào nào của Ukraine mà ở đó sự kiên cường và chủ nghĩa anh hùng của các chiến binh của chúng ta sẽ bị coi thường. Trước đó, báo biết của Đức suy đoán rằng Tổng thống Ukraine Zelensky dường như đã có bất đồng với Valery Sarusny, Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine về trận chiến giành thành phố Bamut, vốn đã được lập đi lặp lại các cuộc tấn công của Nga kể từ mùa hè năm ngoái. Tổng thống Zelensky và Bộ Quốc phòng Ukraine đã nhiều lần nhấn mạnh rằng Nga dường như không quan tâm đến quy mô tổn thất của họ ở mặt trận Bamut. Vào ngày 6 tháng 3, CNN đi tin rằng lực lượng chiếm đóng của Nga đã tổn thất số binh sĩ trong các trận chiến giành Bamut ở Donetsk, Oblast nhiều gấp 5 lần so với lực lượng phòng thủ Ukraine. Tin báo NATO nhận định sốc về tổn thất nhân lực Nga ở Bamut. Cơ quan tình báo của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO ước tính rằng cứ mỗi binh sĩ Ukraine thiệt mạng khi bảo vệ Bamut thì lực lượng Nga mất ít nhất 5 người. Một quan chức dấu tên của NATO hôm thứ Hai cho biết tỷ lệ 5 trên 1 là ước tính có căn cứ dựa trên thông tin tình báo. Tuy mức độ thiệt hại nhân lực của Nga cao hơn, nhưng phía Ukraine cũng đang chịu tổn thức nặng nề. Khi bám trụ ở Bamut, nguồn tin này nói, phía Ukraine đã nhiều lần tuyên bố rằng quân đội nước này đang gây thiệt hại cho Nga khi Moscow cố giành quyền kiểm soát Bamut. Lực lượng phòng thủ của chúng tôi đã gây ra tổn thức đáng kể cho đối phương, phá hủy một số lượng lớn phương tiện, buộc các đơn vị thiện chiến nhất của ông Wagner phải gồng mình đối phó. Đại tá Olesyansky, chỉ quy lực lượng trên bộ của Ukraine cho biết sau chuyến thăm tới Bamut hôm 5 tháng 3, viện nghiên cứu xung đột cũng cho biết nỗ lực giành Bamut của Nga đã làm suy giảm đáng kể khả năng tấn công bổ sung của nước này. Quân đội Nga có thể sẽ phải giật lộn duy trì bất kỳ hoạt động tấn công tiếp theo nào trong vài tháng, tạo cơ hội để Ukraine giành thế chủ động, cơ quan này cho biết hôm thứ Hai. Hồi cuối thứ Hai, Bộ Quốc phòng Ukraine cáo buộc rằng quân đội Nga đã buộc phải thay thế lực lượng của tập đoàn quân sự Wagner trên mặt trận Bamut vì hầu hết các đơn vị Wagner đã bị phía Ukraine loại bỏ. Mỹ-Trung tách rời công nghệ, tác động toàn cầu Tác động của việc tách rời công nghệ Mỹ-Trung có thể làm dung chuyển thế giới nhiều quốc gia đã bắt đầu chuẩn bị cho sự ly thân, tiến tới ly hôn công nghệ giữa hai siêu cường bằng cách hợp tác với các nước khác và tăng cường sản xuất cung ứng trong nước. Việc tách rời công nghệ sẽ gây tốn kém cho cả Mỹ và Trung Quốc. Các lĩnh vực như đổi mới, chuyên môn hóa và chi phí sẽ bị ảnh hưởng ở cả hai quốc gia và nhiều nước khác. Một lĩnh vực tác động rõ ràng là thương mại toàn cầu đang chậm lại, làm thay đổi các đặc điểm vốn có của toàn cầu hóa. Mặt trận AI, chip, 5G và IoT, công nghệ đặc biệt là sản xuất chip, là trung tâm của các nền kinh tế hiện đại và cả Mỹ và Trung Quốc đã chuyển sang đẩy mạnh sản xuất chất bán dẫn và kiểm soát nguồn cung trong tương lai. Kể từ năm 2020, ít nhất 30 năm công ty bán dẫn trên khắp nước Mỹ đã cam kết đầu tư 200 tỷ đô la Mỹ để thúc đẩy sản xuất chip trong nước. hãng chip khổng lồ Intel gần đây đã cam kết đầu tư 20 tỷ đô la Mỹ vào hai nhà máy mới ở bang Ohio để sản xuất chất bán dẫn và Micron Technology dự kiến chi tới 20 tỷ đô la Mỹ vào cuối thập kỷ này tại Mỹ. Hãng TSMC Đài Loan Trung Quốc cũng có kế hoạch tăng gấp 3 khoản đầu tư vào Mỹ lên 40 tỷ đô la Mỹ. Trung Quốc đang tìm cách thu hẹp khoảng cách công nghệ với Mỹ, cam kết chi 1.400 tỷ đô la Mỹ trong vòng 5 năm để xây dựng các công nghệ chiến lược và hạ tầng kỹ thuật số trong nước. Chúng bao gồm trí tuệ nhân tạo AI, chip, 5G và Internet vạn vật IoT. Người ta dự đoán rằng Trung Quốc sẽ đi theo con đường tương tự của Mỹ trong việc trợ cấp nhiều cho các công ty công nghệ trong nước. Trong nỗ lực tự cung tự cấp về công nghệ, Trung Quốc có thể sẽ tập trung nhiều hơn vào công nghệ sâu như chất bán dẫn và AI. Trong quá trình này, các khoản trợ cấp khổng lồ của nhà nước có thể sẽ được bơm cho các công ty sản xuất chip và công nghệ quan trọng. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi mở ra những đột phá công nghệ bằng cách huy động các nguồn lực quốc gia. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tuyên bố đổi mới công nghệ là động lực cốt lõi cho sự phát triển của đất nước. Sự tách rời giữa Mỹ và Trung Quốc có thể hiện rõ ràng nhất theo 4 cách: công nghệ, thương mại, tài chính và con người. Trong bối cảnh địa chính trị ngày nay giữa hai nước, cả 4 cách này đều liên kết với nhau. Động lực tách rời khỏi Trung Quốc trong một loạt lĩnh vực do công nghệ dẫn đầu, trở nên mạnh mẽ bởi các mối đe dọa mà Washington phải đối mặt trong lĩnh vực an ninh quốc gia đến từ Bắc Kinh. Ba tài liệu quan trọng do chính quyền tổng thống Mỹ do Biden đưa ra, chiến lược an ninh quốc gia, chiến lược phòng thủ quốc gia và đánh giá vị thế hạt nhân đều chỉ ra Trung Quốc là thách thức lớn nhất đối với chính quyền bá chủ của Mỹ. Chiến lược quốc gia của Mỹ định nghĩa Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh duy nhất có cả ý định định hình lại trật tự quốc tế và ngày càng có sức mạnh kinh tế, ngoại giao, quân sự và công nghệ để thúc đẩy mục tiêu đó. Những đánh giá này đã đặt các mối đe dọa công nghệ từ Trung Quốc sang Mỹ trong số các mối quan tâm an ninh quốc gia cốt lõi của nước này thúc đẩy Mỹ chống lại các mối đe dọa đó bằng nhiều bước thực hiện trong nước cũng như quốc tế. Hai xu hướng khác nhau Khi Mỹ và Trung Quốc tiến tới giải quyết các tác động ngày càng rõ của hàng rào thuế quan, kiểm soát nhập khẩu, xuất khẩu, lệnh trừng phạt và các danh sách đen, hai xu hướng khác nhau được dự báo sẽ xuất hiện ở Trung Quốc và Liên minh do Mỹ dẫn đầu. Nhà nước Trung Quốc sẽ tiếp tục thúc đẩy sự hỗ trợ và trợ cấp các ngành liên quan đến chip và các công nghệ quan trọng khác. Để nhanh quá trình đạt được sự tự chủ trong các công nghệ và chất bán dẫn nhạy cảm, về mặt song phương, Trung Quốc có thể trả đũa bằng cách hủy bỏ các thỏa thuận thương mại với Mỹ, bao gồm thỏa thuận giám sát công ty kiểm toán đã ký gần đây, hoặc bằng cách đệ đơn khiếu nại vi phạm chống lại Mỹ tại Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Trên bình diện quốc tế, Trung Quốc có thể tăng cường quan hệ đối tác và đầu tư vào các quốc gia giàu nguyên liệu đất hiếm, một thành phần quan trọng của chip. Đồng thời tận dụng trữ lượng đất hiếm ước tính khoảng 44 triệu tấn của chính mình Về phía Mỹ, các doanh nghiệp tư nhân dự kiến sẽ hành động tự do hơn trong việc giảm tác động của các lệnh hạn chế và quy định mới bằng cách chuyển giao trách nhiệm cho các nước, vùng lãnh thổ và đối tác khác. Một nỗ lực quan trọng là phát triển liên minh chip 4 do Mỹ lãnh đạo, bao gồm Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan Trung Quốc. Những quốc gia và vùng lãnh thổ kiểm soát phần lớn hoạt động sản xuất, thiết kế và cung cấp chất bán dẫn. Cuối cùng, nỗ lực của Mỹ nhằm tạo ra một mối quan hệ đối tác công nghệ bền vững chống lại Trung Quốc ở khu vực Ấn Độ Dương. Thái Bình Dương và hơn thế nữa phải được cân nhắc cẩn thận, đặc biệt là khi chính quyền Biden bước vào cuộc tranh luận dân chủ và chuyên chế để nhắm mục tiêu vào Trung Quốc và phân biệt với nước này. Họ phải cẩn thận trước những đánh giá từ các đối tác Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương khác. Không phải tất cả các quốc gia đều tuân theo định nghĩa và cách hiểu về dân chủ của Washington, đặc biệt là những nước đến từ Nam Bán Cầu.